Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Anh đã chuyển giao máy bay không người lái hạng nặng mai cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần tới. Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét các đề xuất của Ukraine nhằm chống dứt cuộc chiến. Ukraine tạo áp lực ở phía đông gây thương vong lớn cho Nga ở miền Nam mặt trận đang sụp đổ, giới phóng viên chiến trường Nga đang kêu gào sau khi mất làng chiến lược vào tay Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bất ngờ thừa nhận Nga sẽ không thắng ở Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Anh đã chuyển giao máy bay không người lái hạng nặng Maloy cho Ukraine. Kính thưa quý vị, chính phủ Anh đã cung cấp cho Ukraine lô máy bay không người lái hạng nặng Maroi T-400. Dịch vụ báo chí của nền tảng United 24 đã thông báo về điều này trên Twitter. Số lượng máy bay không người lái chính xác được chuyển giao không được nói rõ. Đồng thời được biết rằng, máy bay không người lái loại này có thể nâng hàng hóa nặng tới 180 kg và phạm vi sử dụng của chúng là 70 km như vậy, máy bay không người lái có thể được sử dụng cho cả việc vận chuyển vũ khí và đạn pháo, cũng như sơ tán nhanh chóng những người bị thương. Gần đây có thông tin rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thiết bị phòng không để bảo vệ các cảng và tuyến đường biển. Tổng thống Mỹ Biden dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới, bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo CNN. Hiện vẫn chưa rõ cuộc gặp sẽ diễn ra ở New York, nơi tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hay tại Tòa Bệnh Ốc, Washington. Một nguồn thạo tin nói với CNN rằng, ông Zelensky dự kiến sẽ tới Washington sau khi dừng chân ở New York. Cả hai ông Biden và Zelensky đều dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp vào thứ Ba, 19 tháng 9. Theo CNN, ông Zelensky có kế hoạch tận dụng việc tham dự trực tiếp cuộc họp thường niên để kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, khi nước này tiếp tục tiến hành cuộc phản công. Ngoài bài phát biểu trước đại hội đồng, ông Zelensky được cho là còn lên kế hoạch cho một số cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới khác ở New York nhằm cố gắng thuyết phục các quốc gia có lập trường trung lập lên tiếng chỉ trích Nga mạnh mẽ hơn. Chính phủ Israel hôm 14 tháng 9 xác nhận Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp với ông Zelensky. Lần cuối cùng ông Biden gặp Zelensky là bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Lithuania vào tháng 7. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 5 tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, bất chấp sự ủng hộ từ Mỹ về việc xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần trước ở Ấn Độ. Ông Zelensky vẫn không được nước chủ nhà đưa ra lời mời. Lần gần nhất ông đến Mỹ là vào tháng 12 năm 2022, cũng là lần đầu tiên ông rời Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp ông Zelensky ở Kiev vào tuần trước. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói với Tổng thống Ukraine rằng Mỹ quyết tâm tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét các đề xuất của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến. Moscow sẽ xem xét tất cả các đề xuất nghiêm túc của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xâm lược với điều kiện và đáp ứng các lợi ích chính đáng của Nga. Chúng tôi sẵn sàng xem xét bất cứ đề xuất nghiêm túc nào tính đến thực tế trên chiến trường, cũng như những lợi ích chính đáng cơ bản của Nga. TASS dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Myanmar Tansky vào ngày 14 tháng 9. Ông Lavrov cho biết một số nước đã đưa ra một số đề xuất với Nga nhằm giải quyết cuộc xâm lược ở Ukraine. Moscow tin rằng những đề xuất đó xuất phát từ sự chân thành. Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý, Moscow đánh giá cao lập trường khách quan, cân bằng, có trọng lượng của những người bạn Myanmar liên quan đến những gì đang xảy ra ở Ukraine. Cuộc xâm lược Nga-Ukraine đã kéo dài một năm rưỡi qua, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này nhấn mạnh các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine chỉ có thể nối lại khi Kiev thay đổi lập trường và tạo những điều kiện cần thiết cho đàm phán. Ông cho biết dự thảo thỏa thuận mà Nga và Ukraine gần thông qua hồi tháng 3 năm ngoái là bằng chứng cho thấy Moscow luôn sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, Kiev đã từ bỏ và phục chất. Ông nêu rõ hòa đàm có thể và sẽ diễn ra nếu Nga thấy có khả năng đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp phi quân sự. Tuy nhiên, theo ông Peskov, hiện tại, Moscow chưa thấy điều đó. Ngoại trưởng Lavrov trong tuần này cũng cảnh báo, Ukraine càng trì hoãn, đàm phán sau này sẽ càng khó khăn. Ông cũng lưu ý thêm rằng, bước đầu tiên của bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine phải là hủy bỏ sắc lệnh hồi cuối năm ngoái của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cấm đối thoại với Moscow. Về phân minh, Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết hiện giờ chưa phải lúc hòa đàm, mặc dù một số đối tác phương Tây có thể đang muốn gây sức ép buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Ông tuyên bố, chừng nào lực lượng Nga còn trên lãnh thổ Ukraine, cuộc chiến còn tiếp diễn. Một số nước đã đưa ra đề xuất giải pháp và ngỏ ý sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, nhưng chưa đạt được kết quả. Ukraine tạo áp lực ở phía đông, gây thương vong lớn cho Nga ở miền Nam. Quan chức quân sự cấp cao cho biết, Ukraine vào ngày 14 tháng 9 tiếp tục chiến dịch giành lại lãnh thổ gần thành phố Bakhmut hiện do Nga kiểm soát, đồng thời gây thương vong nặng cho đối thủ ở mặt trận phía Nam. Thông tin từ phía Ukraine cho thấy giao tranh ác liệt diễn ra ở nhiều nơi trên mặt trận phía Đông, nhưng không có thêm bước đột phá trong cuộc phản công kéo dài 3 tháng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anomalia cho biết lực lượng của Kiev đang đạt tiến triển xung quanh ba ngôi làng phía nam Bạch Mút, bao gồm Andriyevka. Bà Molia viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Đã có tiến triển tại đây. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anomalia cho biết trong một tuyên bố ngày 14 tháng 9 rằng các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Andriyevka, các thành phố Bạch Mút bị tàn phá khoảng 6 dặm về phía tây nam. Bà Molia nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước theo hướng Bakhmut. Thứ trưởng Moria nhấn mạnh, ở sườn phía Bắc, địch đang cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất. Và ở phía Nam, chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt. Các trận chiến chính vẫn tiếp tục diễn ra ở các quận Andriyivka, Kotyemivka và Klitschivka. Ở mặt trận phía Nam, nơi lực lượng Ukraine tập trung giành lại các cụm làng trên đường tiến về biển Azov, bà Moria cho biết, Cô đội Nga đã chịu tổn thất đáng kể trong các cuộc tấn công vào các thị trấn trọng điểm. Bà Molia nói thương phong của Nga đã làm giảm đáng kể khả năng tự vệ của họ. Của tiến quân về phía Nam nhằm mục đích chia cắt cây cầu trên đất liền của lực lượng Nga nối bán đảo Crimea, nơi Moskva tuyên bố sáp nhập vào năm 2014 với các khu vực họ đang kiểm soát ở miền đông Ukraine. Alexander Stepan, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Nam, nhấn mạnh mức độ tổn thất nặng nề của Nga khi cố gắng giành lại các vị trí đã để mất. Trong lúc cố gắng chiếm lại ít nhất một số vị trí đã để mất ở hướng Tabria, Phi Nam, trong hai ngày qua, đối phương đã mất 15 xe tăng và 12 xe bọc thép, ông Stepan nói trên truyền hình quốc gia. Ông ước tính tổn thất nhân lực của Nga là 665 người trong hai ngày. Reuters không thể xác minh bất kỳ báo cáo chiến trường nào Mặt trận đang sụp đổ, giới phóng viên chiến trường Nga đang kêu gào sau khi mất làng chiến lược vào tay Ukraine. Các kênh telegram thân Nga đã bày tỏ lo ngại về cuộc phản công của Ukraine trong bối cảnh có tin quân đội Kiev đã đạt được tiến bộ gần Adivka và Klyuchybka ở tỉnh Donetsk. Viện nghiên cứu chiến tranh vào hôm thứ Tư cho biết, lực lượng Ukraine đã tiến vào phía tây của tỉnh Saporizhia ở khu vực phía nam, cũng như gần Bắc, bắc ở Donetsk, xa hơn về phía bắc. Ukraine phát động một cuộc phản công vào khoảng ngày 4 tháng 6 với mục đích chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Kiev thừa nhận rằng cuộc phản công đang diễn ra chậm hơn dự đoán và các đồng minh phương Tây, những nước cung cấp vũ khí, lo ngại về tốc độ của cuộc phản công. Viện nghiên cứu lưu ý rằng các đoàn phim được định vị địa lý hôm thứ Ba cho thấy những lợi ích nhỏ của Ukraine ở phía nam này. Một ngôi làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhia mà Kiev cho biết họ đã chiếm lại vào ngày 28 tháng 8. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo hôm thứ Tư rằng quân đội của họ đã thành công một phần gần Klitschivka và Andriyivka, các thị trấn nằm cách Bakhmut khoảng 4 và 6 dặm về phía Tây Nam, nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng. Cập nhật của Kiev cũng cho biết quân đội của họ đang tiếp tục tấn công ở khu vực Melitopol và Bakhmut và họ đang tiêu diệt kẻ thù và giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từng bước. Những lợi ích gia tăng mới nhất của Ukraine đã làm dấy lên mối lo ngại trong một số kênh Telegram thân Nga, vốn ủng hộ cuộc xâm lược toàn diện của Tổng thống Vladimir Putin, nhưng thường đưa ra những lời giải thích thẳng thắn về những thiếu sót trong nỗ lực chiến tranh của Moscow, vốn không nằm trong tuyên truyền chính thức của Điện Kremlin. Kênh Telegram Alex Parker Returns nói với 153.000 người theo dõi của mình rằng, mặt trận đang sụp đổ nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này thì asmos sẽ sớm phải bị bỏ hoang. Ám chỉ tên tiếng Nga của Bạch Mốt. Không còn BMC Quartner thứ hai để đảm nhận nó nữa. Hãy sống với nó ngay bây giờ. Cái này nói thêm, đề cập đến công ty quân sự tư nhân đã bị giải tán, phần lớn do Shepsoni Berdosin quá cố đứng đầu, đã chiến đấu ở Bakhmut, nơi họ bị tổn thất quân lớn. Game Brontovic của Nga đăng tải thông tin quân đội Ukraine đã chiếm gần như toàn bộ ngôi làng Lysivka và chỉ một phần nhỏ của ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi với 300 quân Nga còn lại. Roman Sabonkov đã đăng rằng, chúng tôi nhận được tin rằng các đơn vị của chúng tôi đã rời khỏi Lysivka và có thể cả Angrivka, mặc dù chưa có xác nhận 100% về điều này. Bài đăng cho biết thêm, trong tháng qua, chúng tôi đã phải trải qua một tình huống khó khăn ở mặt trận. Bây giờ vẫn chưa rõ Liệu điều này là do nguồn dự trữ của chúng tôi cạn kiệt hay do các yếu tố khác? Lưu ý rằng, vì Nga đang trong giai đoạn bầu cử, với cuộc bầu cử tổng thống có thể được lên kế hoạch vào năm 2024. Trong đó, Putin dự kiến sẽ ứng cử lại. Việc huy động mới khó có thể xảy ra, mặc dù cực kỳ cần thiết. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bất ngờ thừa nhận Nga sẽ không thắng ở Ukraine. Những tiến bộ gần đây của Ukraine ở tỉnh Donetsk đã bắt đầu gây xáo trộn trên mạng xã hội thân Nga sau một cuộc phản công chậm chạp vào mùa hè mà ngay cả Kiev cũng ghi nhận là có tốc độ chậm chạp. Những lợi ích ngày càng tăng của Ukraine gần Adipka và Klitschukka đã dẫn đến những lời xì si xào trên các kênh Telegram thân Nga với một số đánh giá rằng mặt trận của Nga đang sụp đổ, cùng với nhiều phân tích hoài nghi khác nhau. Trong những gì dường như là một triệu chứng của sự lo lắng mới này, một đoạn video của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dường như cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra một câu trả lời xì hơi, không lời. Khi được hỏi liệu Moscow có còn có thể chinh phục Ukraine trong thời kỳ 18 tháng chiến tranh hay không? Một tweet của cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Einstein Keresenko đăng vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 có 2,3 triệu lượt xem. Cho biết, Saikyo được hỏi liệu Nga có thắng hay không. chờ câu trả lời của ông ấy. Dòng tweet bao gồm một đoạn video, trong đó ông Saikyo tỏ ra nhún vai khi được một nhà báo Nga đặt câu hỏi: "Liệu chúng ta có thắng không?". Đoạn clip ngắn có thể ám chỉ rằng Saikyo đã bỏ cuộc hết lựa chọn hoặc không biết lựa chọn còn lại của Nga để đạt được thành công quân sự sẽ là gì. Tuy nhiên, đoạn clip được Yerashenko và những người khác chia sẻ dường như đã được chỉnh sửa và không đưa ra phản hồi đầy đủ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Khi video dài hơn về buổi tương tác được chiếu, ông Shoigu đã trả lời sau khi được hỏi liệu chúng ta có thắng không, rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác phiên bản chưa chỉnh sửa của cuộc phỏng vấn có sẵn trên các nền tảng truyền thông trực tuyến của nga trước đoạn clip được gyroshenko chia sẻ ông shagil đã đưa ra nhận định chắc chắn hơn về các hoạt động và phương án quân sự của nga ông nói quân đội đang tham gia vào việc duy trì hoạt động phòng thủ tích cực ở những khu vực cần thiết và không thể thiếu chúng tôi đang bảo vệ vững chắc những gì chúng tôi cần bảo vệ ngay bây giờ nhưng nhiệm vụ chính là đập vỡ thiết bị của ukraine vào cuối cuộc trò chuyện, người phỏng vấn, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga Shepsheny Popov hỏi liệu chúng ta có thắng không? Bộ trưởng trả lời sau một cái nhúng vai và người dẫn chương trình tiến tới cảm ơn ông. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Theo Eko Mosky, một cơ quan truyền thông khác của Nga, mặc dù Shaiku đã trả lời khẳng định, nhưng đoạn phim về cuộc phỏng vấn dường như đã bị xóa khỏi trang web của tập đoàn truyền thông nhà nước Nga. Trước đó, ông Shoigu cho biết chiến dịch phòng thủ tích cực hiện đang được lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine tiến hành đồng thời thừa nhận rằng tình hình rất khó khăn ở nhiều nơi trên mặt trận. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News – rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp